Chào mừng quý vị và các bạn đang xem bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Phần tin đáng chú ý hôm nay là tin bão trên Biển Đông sẽ có ngay sau đây. Và bây giờ mở đầu là tin mưa dông, cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp đi qua khu vực Trung Trung Bộ kết hợp với rìa lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên từ nay đến 3 ngày tới ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30 đến 70 mm trên 24 giờ, có nơi trên 90 mm trên 24 giờ. Mưa tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên chiều và tối nay ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50 đến 90 mm, có nơi trên 150 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại các khu vực miền núi và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, vân vân. Cảnh báo từ đêm nay đến ngày 9 tháng 9, mưa dông ở các khu vực có khả năng gia tăng, riêng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực Trung Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam cường độ trung bình nên trong đêm nay và ngày mai đến 3 ngày tới ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau trong đêm nay và ngày mai có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 3m, biển động. Ngoài ra, theo như mô hình dự báo sớm thì trong những ngày sắp tới, khoảng cuối tuần tới, trên khu vực Biển Đông sẽ hình thành một vùng áp thấp nằm ở phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa mạnh lên, đang di chuyển về phía đất liền nước ta với tốc độ khoảng từ 10 đến 15 km/h. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông. Và khả năng vùng áp thấp này sẽ phát triển thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đây chỉ là dự báo sớm, chưa có thông tin chính xác để đưa ra về áp thấp nhiệt đới này. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Sang đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều từ và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ.
Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Sáng đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Cứ bản tin dự báo thời tiết hôm nay là dự báo thời tiết cho các vùng biển trên cả nước. Tất cả các vùng biển trên cả nước đều có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sắp tới. Thank you.